Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em Tiến ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cái mai phôi ha. Đa số thì đến nôm nè. Giá rất mềm luôn. Cái này có 250 ha. Mong quý vị ủng hộ cho em Tiến. 200 luôn. Rồi, chào em. Rồi em chào anh Tâm ha. Rồi con chào cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay con giao lưu cô chú anh chị mình 30 phôi mai vàng nữa ha. Giống thì cũng là giáo hạt Thủ Đức nha cô chú anh chị. Kính mong cô chú anh chị theo dõi clip và ủng hộ giùm con ha. Hình thức thì vẫn là bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi con tiến hành vào cây đầu tiên ha. Cây đầu tiên của clip bữa hôm ngày hôm nay là mã số 31 nha cô chú. 31 ha. Đó, em này thì có vết sẹo nhỏ ngay đây. Đó, mà con đã xử lý con chét keo lại cho cô chú anh chị mình nha. Cao 30. Quanh 13. Rồi, mã 31 này con giao lưu 150 thôi cô chú. 150 thôi. Màu đế nơm đẹp ha. Mưa quá bầu nó thì xịn. Rồi, mã số 32 cao 30, hoành 14. Nó đang bung mầm cô chú anh chị. Bộ đế nơm đẹp luôn. Rồi, mã 32 cây này con giao lưu là 150 luôn. Rồi, 150. Rồi, mã số 33 ha. Chiều cao là 25. Hoành thân 16. Bệ đế nơm đẹp luôn. Được mầm xăm xê ha. Rồi mã 33 cây này con giao lưu 250. 250. Rồi 34 luôn. Chiều cao 230. Quanh 14. Bộ đế nơm ha. Phơm tàn cao đẹp lên. Đó, cây này về lại xanh lá là cô chú anh chị vô kẽm được ha. Rồi mã số 34 cây này con giao lưu 200. 200. Rồi 35. Chiều cao 30, hoành thân 14. Bộ đế đẹp luôn. Mưa có trên cái bầu nó hơi văng sình. Rồi mã số 35 cây này con giao lưu 200 nha cô chú. 200. Rồi 36 ha. Chiều cao 40, hoành thân 14. Bộ đế nơm điều bầu luôn. Tai cành đóng điều ha. Được mầm xanh tốt. Rồi cây 36 này con giao lưu 250. 250. Rồi mã số 37. Đây, VIP. Cao, mã 37, cao 37 ha. Hoành 14. Bộ đế nơm, sổ đẹp luôn. Rồi mã số 37, 250 cô chú anh chị. 250. Rồi 38 ha. Chiều cao 44. Hoành thân là 15 hoành. Đế nơm tai cành điều. Bung mầm mạnh khỏe luôn. Lô này sự sống cô chú anh chị mình cứ yên tâm luôn ha. Rồi mã số 38 250 cô chú. 250. 39 luôn. Vàng đế đẹp. Cao 30. Mình thân con đo cổng dưới đây là 15 hơn. Vàng đế rải điều ha. Rồi mã số 39 cây này còn giao lưu 250 nha cô chú anh chị. Rồi 250. Rồi mã 40. Chiều cao 32, hoành thân 14, đế rải đều luôn. Mã số 40, 250 cô chú anh chị. 250. Rồi 41 ha. Cao 34, hoành 16 hoành. Đế đẹp. Bộ đế nơm đẹp luôn. Cái này phơm càng dù chơi hả cô chú anh chị. Rồi cây 41 này con giao lưu cô chú anh chị mình 300 nghe. Rồi 300. Rồi, 42, cao 35, hoành 15 hoành, bể đế nơm rải điều ha, có tai cành luôn. Cây 42 này 250 nha cô chú. 250. Rồi, 43, 43 cao 30, hoành thân là 13 hoành, bể đế đẹp ha. Đó, được tàn xanh âm. Rồi cái 43 này con giao lưu 250 luôn. 250 luôn. Rồi 44 ha. Cao 40. Hoành thân 15 hoành. Bộ đế đẹp. Có tai cành bung mầm mạnh khỏe luôn ha. Rồi cây số 44 này 250 cô chú. 250. Rồi 45. 45 chiều cao 45 luôn cô chú. Hoành thân 14 hoành. Đế nơm ha. Đẹp luôn. Tai cành đóng đều.
Rồi mã số 45, cây này con giao lưu 300 ngàn. Rồi 300. Rồi 46 ha. 46 cao 30. Hoành thân 14 hoành. À, càng toàn luôn. Đế điều. Rồi mã 46, 250 cô chú. 250. Rồi 47 ha. Đó, lá non xanh tốt luôn. Cao 45. Hoành thân 17 hoành. Rồi mã số 47, cây này con giao lưu cô chú chị mình 250 ha. 250. Rồi 48 luôn. Rồi mã 48 cao là 35. Hoành thân 13. Đế rải đều luôn ha. Rồi mã 48 này 250 cô chú anh chị. 250. Rồi 49. Cao 30. Hoành 17. Đế đều bung mầm mạnh khỏe luôn. Rồi 49 này 250 luôn cô chú. Rồi 250 luôn. Rồi 50. 50 cao 30. Hoành 15 hoành. Đế nôm đều bầu ha. Rồi mã số 50 này 250 cô chú anh chị. 250. Rồi mã 51 ha. Cao 40. Hoành 16 hoành. Mã số 51 này con giao lưu 250 luôn cô chú anh chị. 250. Rồi 52. Chiều cao là 38. Hoành thân 15 hoành. Đế đều. Cây cành này đều hết cô chú anh chị. Rồi 52 này 250 cô chú. 250. Để đi VIP. Rồi 53 ha. Cao 40. Hoành thân 16 hoành. Bộ đế rải đều luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cái 53 này 250 luôn cô chú anh chị. 250. Rồi 54. Chiều cao 34. Hoành 16 hoành. Đế điều ha. Phơm càng dù chơi. Cái này 54 này giao lưu 250 luôn cô chú anh chị. 250 luôn. Rồi 55. Chiều cao 40. Hoành thân là 15 hoành. Có cây cành luôn hả cô chú anh chị. Rồi mã số 55, cây này con giao lưu 250 cô chú. 250. Rồi 56. Cây trực nơm cây cành đều luôn. Cao 60. Hoành thân 17 hoành. Nơm đẹp. À, nơm ha. Có cây cành luôn. Rồi mã số 56 con giao lưu 300 ha. Rồi 300. 57. Cây này đế quá lực nè cô chú. Cao 35. Hoành thân 16. Mẫu đế lực luôn ha. Cây 57 này giá 300 nha cô chú. Rồi 300. 58. Chiều cao là 50. Hoành thân là 16. Đế rải đều luôn. Có cây cạnh luôn cô chú anh chị. Rồi cây số 58. Cây này con giao lưu 300 ha. Rồi 59 luôn. Cao 38. Hoành thân 15 hoành. Đế nơm phơm tàn cao rồi ha. Rồi mã số 59 con giao lưu 300 nha cô chú. 300. Rồi cây 60. Mã 60 cao 60 luôn cô chú anh chị. Hoành thân 19 hoành. Bộ đế đặc lực ha. Tay cành đóng đều luôn. Rồi cây số 60, cây này con giao lưu cô chú anh chị mình là 500 ha. 500. Rồi cũng là cây cuối clip nha cô chú anh chị ơi. Này cuối clip kính mong cô chú anh chị theo dõi clip và ủng hộ giùm con ha. Lô này thì con có 30 cây thôi. Cô chú anh chị nào lấy sỉ thì cứ còn để giá mềm cho cô chú anh chị mình nha. Rồi chào cô chú anh chị mình ha. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho em Tiến. Xin chào và hẹn gặp lại.